Các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở cái clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm cái khả năng giải trí online trên cái ứng dụng giải trí HD, một trong những ứng dụng có thể nói là không thể thiếu khi bạn giải trí online cùng những thiết bị đầu phát của Dual HD, nói chung cũng như là cái chiếc Dual HD TV 102 ở đây mình đang có đó. Thì đây là cái giao diện của cái ứng dụng giải trí HD mà mình đã cài đặt trên cái chiếc đầu phát Dual HD TV 102 của mình. Như bạn thấy có rất là nhiều những cái mục giải trí nhỏ ở đây, thì có thể xem cái ứng dụng giải trí HD là một trong những cái ứng dụng giải trí tổng hợp, bởi vì nó bao gồm nhiều những cái mục giải trí nhỏ ở bên trong cái ứng dụng của nó. Bạn có thể xem phim, thể loại phim Việt Nam, bạn có thể xem những cái TV show, những cái chương trình TV cho con nít, hay là có thể nghe nhạc lossless, đó rất là nhiều ở đây, đó có thể nghe audio truyện sách, đó có thể xem hoạt hình, đấy rất là nhiều phim tài liệu, đó hay là những cái show ca nhạc của Thúy Nga, Paris by Night, hay là của Vân Sơn, đấy rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành trải nghiệm thử một vài những cái mục giải trí nhỏ trong cái ứng dụng giải trí HD này. Và dĩ nhiên là khi giải trí online thì bạn cần phải kết nối cái chiếc đầu phát của bạn với cái tín hiệu internet ổn định cũng như là chất lượng. Thì cái gói internet mà có lẽ mình đề nghị đó là từ 8 đến 12 MB thì để xem cho nó được mượt mà cũng như là không bị lắc giật. Bởi vì Dual HD là một trong những dòng đầu phát hỗ trợ khả năng giải trí online với cái chất lượng hình ảnh 1080p, nghĩa là Full HD đó, cùng những cái tín hiệu âm thanh đa kênh. Do đó để có những trải nghiệm tốt nhất thì bạn, như mình nói, là cần phải có một cái gói internet ổn định. Bây giờ mình sẽ xem cái chương trình Thúy Nga trước đó. Thì như mình thấy thì Dual HD cập nhật khá là tốt những cái chương trình show ca nhạc của Thúy Nga, Paris by Night. Thì ở đây mình có show mới nhất, đó là cái show 114. Thì rất là nhiều show ở đây, từ show số 1 cho đến show 114, bạn xem có thể là không thể nào hết được đó, rất là nhiều. Thì mình sẽ chọn cái show 114. Thì sau khi chọn một cái show bất kỳ thì nó sẽ hiện ra những cái chất lượng để bạn có thể tùy chọn và giải trí. Thì bạn có thể chọn cái chất lượng giải trí online với cái chất lượng hình ảnh là 1080p Full HD, hay là bạn có thể chọn xem với dạng DVD ở đây, đó rất là nhiều. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái khả năng nghe nhạc lossless, giải trí lossless, nghe nhạc lossless trên cái ứng dụng giải trí HD này bằng cái thiết bị đọc phát Dual HD TV 102 mình đang có ở đây. Thì xem phim, nghe nhạc, xem những TV show là một trong những cái tính năng giải trí cơ bản, tính năng giải trí online cơ bản trên một cái thiết bị đọc phát. Vừa xem những cái chương trình ca nhạc rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành nghe nhạc. Đấy. Thì mình sẽ chọn cái mã tấu này đi. Rồi, kho nhạc lossless trên cái ứng dụng giải trí Dual giải trí HD này khá là phong phú. Đó, thì với cái ứng dụng giải trí HD này, bạn có sẵn một cái kho giải trí online, bạn không cần phải download hay không cần phải tìm kiếm hả, rất là dễ dàng, không tốn thời gian cũng không tốn chi phí nữa. Thì mình chuyển bài thì nó cần một cái thời gian để nó lót cái dữ liệu, có thể là do gói mạng của mình không được tốt mấy. Rồi.
Thì ngoài ra, ngoài cái khả năng xem những cái show ca nhạc của Paris by Night, Vương Sơn hay nghe nhạc Lostless, thì bạn còn có những cái chương trình chơi dành cho con nhỏ đây, ở đây rất là tiện dụng đó, chẳng hạn như là xem phim, nhảy cùng BB đó, rất là nhiều ở đây đó, hay là tự học tiếng Anh đó, đó rất là tốt trong cái việc giải trí lành mạnh cho cái con cái của bạn ở nhà đấy, hay là có thể xem qua những cái bộ phim tài liệu đó, bộ phim tài liệu của nước ngoài rất là nhiều đó, và rất là chất lượng đó, được cập nhật liên tục đó. Đó. Ngoài ra bạn có thể xem phim hoạt hình ở đây, cái phim hoạt hình của Nhật đó. Nghe đã kết thúc rồi đó. Mình sẽ chọn thử một bộ phim đó. À, có cả việc sập à, rất là tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì trong quá trình cài đặt cái ứng dụng giải trí HD hay trong quá trình trải nghiệm giải trí, có những cái điều gì thắc mắc thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida thông qua địa chỉ là 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc là 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, hoặc là bạn có thể gọi trực tiếp đến Vida qua số hotline 0902 799 186 để có thể được giải đáp thắc mắc một cách tận tình. Cảm ơn các bạn.